người nhá nhiều người bảo em là yêu chỉ để lấy view yêu chỉ để lấy fame và yêu để kiếm tiền thì em xin lỗi luôn em nói thật mọi người như này nếu mọi người không tin mọi người có thể hỏi vợ em vợ em lúc mà em đề nghị là kết hôn ý, thì lúc đấy vợ em vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn bởi vì vợ em có cái suy nghĩ như này thứ nhất là sợ sợ lấy chồng xa là một vấn đề rồi. Sợ là khi hai đứa vẫn còn hai đứa vẫn còn tranh cãi và nhiều thứ nó chưa được nói như nào nhỉ? Nó chưa được đồng nhất quan điểm ấy, kiểu thế. Chưa được đồng nhất quan điểm thì sợ bị tranh cãi sợ bị chia tay, bởi vì là vợ chồng em đã chia tay một lần. Đấy, 3 tháng đấy thì vợ em sợ vợ em chưa, chưa 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 sẵn sàng và chưa sẵn sàng để xa mẹ vì vợ em vẫn lo cho mẹ tu lo cho mẹ tu rất nhiều thì em có bảo như này mẹ của tôi cũng như mẹ của bạn và mẹ của bạn cũng là mẹ của tôi chúng ta đều phải có trách nhiệm để lo cho gia đình và lo cho bố mẹ của chúng ta. Nên vấn đề đó bạn không phải lo. Còn vấn đề về tranh cãi và nhiều thứ kiểu chưa kiểu bất đồng quan điểm. Bất đồng quan điểm và bất đồng ngôn ngữ bởi vì là thật sự để mà nói với mọi người như này quan điểm của người việt nam mình và quan điểm của người indo rất khác nhau rất khác nhau nha có những cái rất khác nhau nhưng mà rồi chúng em đã tìm được câu nói chung và quan điểm chung và em có nói với vợ em nó như này tôi muốn kết hôn với bạn là vì gì thứ nhất là cái quan trọng nhất là tôi yêu bạn và bạn cũng yêu tôi và chúng ta yêu nhau thật lòng chứ không phải là yêu nhau để còn ten kiếm tiền là thứ nhất và hai nữa là gì uhm, chúng ta ở cạnh nhau chúng ta yêu nhau chúng ta nên ở cạnh nhau để chúng ta thấu hiểu nhau nhiều hơn muốn ở tôi muốn ở cạnh bạn gần nhau chúng ta không xa nhau và chúng ta nếu chúng ta không xa nhau chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và chúng ta sẽ không bị uh, chia cách chia cắt bởi những lời nói bởi vì là khi chúng ta xa nhau thì những lời nói sẽ làm ảnh hưởng phần nào chúng ta sẽ nghi ngờ lẫn nhau chúng ta sẽ ảnh hưởng bây giờ mọi người nghĩ vào xem em không như thế nhưng mà nhiều người cứ nói thế nhiều người quá thì tất nhiên là vợ em cũng phải có những nghi ngờ và suy nghĩ chứ có câu nói như này này nó không chọn mày tức là gì tức là nó có mối khác con hơn, hơn em cũng đã từng suy nghĩ và em đã từng nghi ngờ vợ em rồi đấy nhưng đến khi mà vợ chồng em ở cạnh nhau nhiều hơn mọi người thấy đấy cứ kẻ đợt chưa cưới em ở indo nếu không ở indo thì vợ em về việt nam đấy thì bọn em mới biết bọn em mới biết là tất cả tất cả đều là âm thiết âm mưu đấy gọi là thiết âm mưu <laughs> để chúng em không đến được với nhau, chúng em chưa kết hôn. đó. nhưng rồi em đã hạ quyết tâm, em với vợ em đã hạ quyết tâm và chúng em đến với nhau, uh, để được gần nhau, để được uh, chung sống với nhau, để được uh, hiểu nhau hơn và để được dành cho nhau những thứ tốt đẹp nhất nên là lúc đó không còn một cái rào cản nào nữa khi bọn em nó quyết tâm và xoay lại câu trả lời là yêu vì view và yêu vì uh, uh, content để kiếm tiền thì xin thưa với các uh, cao nhân và các uh, thủy thủ bàn phím những cao nhân bàn phím là như này nếu ừ. như mà yêu vì còn ten để kiếm tiền thì bọn em sẽ không lấy nhau đâu bọn em sẽ yêu nhau bọn em sẽ tạo ra thật nhiều câu chuyện hết anh cãi nhau rồi lại đến thế lọ thế kia rồi các kiểu con đà điểu trên đời đấy để làm gì bọn em có thể kiếm được nhiều tiền hơn bọn em có thể nhiều view hơn